Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Lưu Bình Nhưỡng sập bẫy lạ mà quen của Công an. Blog gió bớt trên IFA tiếng Việt ngày 17 tháng 11 có bài bình luận Phó ban dân nguyện đồng phạm với xã hội đen, chuyện lạ mà quen. Tác giả nhận xét vụ bắt giữ ông Lưu Bình Nhưỡng với việc gán ghép ông với đám giang hồ vặt là chuyện lạ, nhưng cũng là một độc chiêu, một quả đấm vừa trúng yết hầu, vừa xỉa dưới thắt lưng. Đòn quen thuộc của công an dành cho người gây ảnh hưởng là chuyện rất quen. Tước đoạt tự do, bịt miệng, nhuộm đen nhân thân, đầu độc dư luận, vô hiệu hóa mọi ảnh hưởng. Hình ảnh, bài trên blog gió bất AFA. Tác giả đánh giá tội danh cưỡng đoạt tài sản liên quan đến nhóm giang hồ vô danh Phạm Minh Cường. Nguyên cớ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng sống sượng vô lý làm nhiều người nghĩ hoặc cho rằng đây là vụ án chính trị. Không ít người thắc mắc vì sao với tài trí và quyền lực trong tay, công an không chọn nguyên cớ khác, xứng tầm và nghe có lý hơn. Với biết bao câu phát biểu gai góc, đụng chạm từ ngành công an, môi trường, tòa án, không tha cả quốc hội, đủ sức tống ông Lưu Bình Nhưỡng vào tù, bố bảo ai dám cãi. Nhưng tác giả nhận định vấn đề là người bắt không cần lòng tin, bất cần sự hiểu biết, mà cần công chúng sợ hãi, phục tùng. Tác giả dẫn những vụ công an từng dàn dựng như với cụ Huy Hà Vũ người ta dùng hai cái bao cao su, với cụ Lê Đình Kình người ta không chỉ dùng súng đạn, chó bạc dê mà còn phải thêm vào chuyện nhận tiền thưa kiện đòi đất thuê. Với cụ Lê Tùng Vân, ngoài tội danh 331, người ta còn ân cần bonus thêm hai tội nhơ nhớp là loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà bất cần chứng cứ. Với cung cấp tương tự, công an bắt ông Lưu Bình Nhưỡng về tội danh cưỡng đoạt tài sản. Hình ảnh, quy định của pháp luật về trường hợp bắt khẩn cấp. Tác giả cho biết tất cả các tờ báo đều không đưa tình tiết rất quan trọng, đó là ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt vào ban đêm khi vừa bước chân xuống sân bay Nội Bài, dù cho hình ảnh đã thể hiện điều này. May mà nhờ có các hãng truyền thông quốc tế VOA, BBC đưa tin, Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nhưỡng tối ngày 14 tháng 11 khi ông vừa xuống sân bay Nội Bài. Tác giả cho rằng lờ đi tình tiết này là để che đậy tình huống pháp lý, công an đã bắt khẩn cấp ông Lưu Bình Nhưỡng. Tác giả đặt câu hỏi, ông Nhưỡng bị bắt vì liên quan trong vụ án cưỡng đoạt tài sản đã khởi tố từ 1 năm rưỡi trước đó. Ông Nhưỡng từ nơi khác bay về Hà Nội, vậy liệu có cần phải bắt khẩn cấp như vậy không? Ông Nhưỡng có liên quan như thế nào và có chứng cứ nào về hành vi cưỡng đoạt tài sản? 800 tờ báo hồn nhiên, nhắm mắt, bịt tai, không một ai hỏi han cơ quan điều tra. Tác giả phân tích, với một chút xíu nghiệp vụ truyền thông, có thể suy đoán rằng vụ cưỡng đoạt tài sản chỉ là cái cớ để khởi tố, bắt giam và khám xét. Mục đích tìm kiếm là những tài liệu, hồ sơ quan trọng mà ông Lưu Bình Nhưỡng đang cất giữ. Nếu tìm được cái gì khác, người ta sẽ chuyển hóa tội danh. Ngược lại, thì cái cửa, cổng gỗ, căn nhà sẽ là vật chứng cưỡng đoạt tài sản mà Phạm Minh Cường đã ăn chia với ông. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân lý giải việc ông Nhưỡng bị gài bẫy. Theo tác giả, báo chí cố tình đánh tráo, nói gọn lõn là ông Lưu Bình Nhưỡng đăng hình ảnh nhà to hoành tráng để tạo ấn tượng với dư luận là ông Nhưỡng cũng có biệt phủ như các quan tham khác. Thực chất, đây là nhà từ đường, đất đai ông bà cha mẹ để lại, các anh em hùng tiền xây cất thờ cúng. Tác giả dẫn bài, ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt vì cả gan dám vượt qua lằn ranh đỏ trên báo Tiếng Dân, đã đưa ra bức tranh khác, lý giải khá thuyết phục các điểm mờ của vụ án. Theo đó, lãnh đạo tỉnh Thái Bình thu hồi giấy phép nuôi nghêu của dân, khiến dân mất trắng hàng chục tỷ vốn đã đầu tư. Thêm nữa, hoạt động khai thác cát khiến nghêu chết hàng loạt, dân thiệt hại nặng nề, tìm đến ông Nhưỡng kêu cứu. Ông Nhưỡng về tận nơi, một sở thị và hứa sẽ giúp đỡ bà con khiếu kiện. Từ đó, công an đã gài Phạm Minh Cường, tức Cường Quắc, một bị can trong vụ án cưỡng đoạt tài sản, khai rằng ông được ông Lưu Bình Nhưỡng giúp sức để tống tiền các ông chủ đầu nậu khai thác cát. Tác giả cho hay chưa có điều kiện nào để kiểm chứng thực tế, nhưng về logic là phù hợp. dân oan mất đất bị xem là côn đồ, bị khởi tố, thậm chí bị công an, kẻ chiếm đất, đưa quân vây đánh như Đoàn Văn Vương, Đặng Văn Hiến cũng đâu phải là chuyện lạ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo .d với bản tin Ông Lưu Bình Nhưỡng sập bẫy lạ, màu quen của công an. Hai quan điểm trái ngược về vụ san lấp vùng đệm Vịnh Hạ Long. Ngày 17 tháng 11, IFA tiếng Việt đăng bài một phát biểu hàm hồ về vụ san lấp vùng đệm Vịnh Hạ Long để xây biệt thự của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Tác giả đề cập đến ý kiến của ông Vũ Minh Trí, cựu Trung tá Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng trong bài Dự án lấn biển vùng đệm Vịnh Hạ Long, công luận sẽ được lắng nghe, đăng trên IFA ngày 13 tháng 11, hình ảnh bài trên IFA. Ông Trí phát biểu rằng người khơi ra vụ này là một tờ báo của nhà nước, cụ thể là báo Tiền Phong, và dân mạng hùa theo. Vậy nên có sự dẫn dắt từ phía nhà nước hoặc một thế lực nào đó từ phía nhà nước, chứ không phải là một việc làm có tính khách quan, sự thật. Thứ hai, dư luận rầm rộ bàn, nhưng tất cả đều chỉ nói khơi khơi, chứ chưa thấy ai dẫn ra một điều luật, bản đồ hay tài liệu gì tham chiếu để nói công trình ấy đã vi phạm luật pháp của Việt Nam. Tác giả nhận định phát biểu trên của ông Trí là hàm hồ. Tác giả phân tích, ông Trí cho rằng báo chí của nhà nước Việt Nam không thể cung cấp thông tin khách quan và sự thật. Đây là quan điểm ấu trĩ, phi logic và cực đoan. Bởi vì mọi thông tin, bất luận đến từ báo nhà nước hay từ các cá nhân độc lập với chính quyền Việt Nam, đều có thể khách quan hoặc không khách quan, có thể cung cấp sự thật hay xuyên tạc sự thật. Tác giả đánh giá, mọi thông tin đều có giá trị nội tại của nó. Giá trị nội tại của một thông tin xuyên tạc sự thật nằm ở chỗ nó có thể giúp tìm ra sự thật. Thông tin loại này thường mâu thuẫn nghiêm trọng với phần lớn thông tin khác về cùng một vụ việc, thậm chí tự mâu thuẫn và có những kết luận không logic. Chính điều này gây ra sự quan tâm tò mò nơi người đọc, khiến họ đi sâu vào tìm hiểu sự việc bằng cách đối chiếu các nguồn tin khác nhau. Sự xuyên tạc sự thật đã được phơi bày như là kết quả của hành trình. Hình ảnh hiện trạng công trình lấp biển Vịnh Hạ Long để xây khu đô thị mới. Theo tác giả, ông Trí cho rằng vì là báo nhà nước nên Tiền Phong có sự dẫn dắt của nhà nước hoặc một thế lực nào đó từ phía nhà nước. Do đó, theo ông Trí, vụ lấp biển Vịnh Hạ Long do báo này khơi ra mang động cơ phe phái và vì thế không phản ánh được sự thật khách quan. Tác giả bình luận, thực tế cho thấy, cho dù chịu áp lực lớn từ chính quyền, trong rất nhiều trường hợp báo chí chính thống vẫn giữ được sự độc lập và trung thực trong việc truyền đạt thông tin, ví dụ như các vụ án oan vừa qua. Tóm lại, không thể tổng quát hóa rằng mọi thông tin từ báo chí nhà nước đều bị chi phối hoặc có mục đích chính trị, mà ngược lại chính đấu đá nội bộ làm lộ ra những sự thật động trời mà trước đó giới cầm quyền giấu nhẹm. Ngoài ra, tác giả cho rằng ông Trí cũng hàm hồ khi nói dân mạng hùa theo báo Tiền Phong, bởi trước hết dân mạng không thuộc và không chịu chi phối trực tiếp của một tổ chức cụ thể nào, dù đó là nhà nước hay tư nhân. Hình ảnh bài trên AFA dẫn quan điểm của ông Vũ Minh Trí. Do đó, dân mạng cơ bản là tự do, chủ động và đa dạng trong bày tỏ quan điểm. Điều này bất chấp nỗ lực kiểm soát của các chính quyền, đặc biệt trong một chế độ độc tài, nỗ lực ảnh hưởng của chính trị gia, doanh nghiệp hoặc tổ chức xã hội thông qua các chiến lược truyền thông và quảng cáo trực tuyến. Đối với thông tin giả mạo, sai sự thật, dân mạng có thể phản đối trực tiếp, chia sẻ thông tin chính xác và kiểm chứng được. Để nói những gì mà đông đảo dân mạng chia sẻ và ủng hộ thì có thể giả định rằng đó là sự việc khách quan, có thật. Tóm lại, vẫn theo tác giả, khái niệm hùa theo không thể áp dụng cho dân mạng nói chung. Cuối cùng, ông Trí nói rằng chưa thấy ai dẫn ra một điều luật, bản đồ hay tài liệu gì tham chiếu để nói công trình này đã vi phạm luật pháp của Việt Nam. Tác giả nhận xét điều này rõ ràng là ngoan ngôn, bởi vì bản thân của tác giả đã công bố một kiến nghị gửi Quốc hội, lãnh đạo Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam. Trong đó yêu cầu xử lý các đối tượng liên quan đến vụ san lấp Vịnh Hạ Long để xây biệt thự do đã vi phạm nghiêm trọng luật di sản văn hóa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo .d với bản tin hai quan điểm trái ngược về vụ san lấp vùng đệm Vịnh Hạ Long. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.